Xin chào các bạn. Tara Trump là cháu gái của cựu Tổng thống Donald Trump, con gái của Donald Trump Jr. Dưới đây là một số thông tin về Tara Trump và mối quan hệ với ông nội của cô. Tara Trump sinh 12 tháng 5 năm 2007 tại New York, Mỹ. Cha Donald Trump Jr. và mẹ Vanessa Trump. Anh chị em, Kai có 4 người em là Donald Ba, Tristan, Spencer và Blo Trump. Hoạt động và sở thích, Tara Trump thường xuất hiện cùng gia đình trong các sự kiện quan trọng. Cô bé có sở thích thể thao, đặc biệt là tennis và từng tham gia nhiều giải đấu. Tara còn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ cùng gia đình trên mạng xã hội. Mối quan hệ giữa Kai Trump và ông nội Donald Trump. Gần gũi và thân thiết, Donald Trump có mối quan hệ thân thiết với các cháu, trong đó có Kai Trump. Ông thường dành thời gian bên cạnh gia đình, đặc biệt là trong những dịp lễ hội hoặc sự kiện gia đình. Kai thường xuất hiện trong các sự kiện, Kai từng tham gia các buổi họp mặt gia đình và các sự kiện liên quan đến chiến dịch tranh cử của ông nội. Cô bé đã có mặt trong một số sự kiện tại Nhà Trắng khi Donald Trump còn đương nhiệm. Ảnh hưởng từ ông nội là cháu gái lớn nhất trong dòng họ Trump, Kai được ông nội yêu thương và có ảnh hưởng từ những giá trị truyền thống gia đình, đặc biệt là tinh thần kinh doanh và sự tự tin. Gần đây, Kai Trump chia sẻ một số khoảnh khắc đáng nhớ trong vlog khi cùng gia đình tham dự bữa tiệc theo dõi kết quả bầu cử của ông nội cô, Donald Trump, tại khu resort ở Florida. Trên đường đến đây, Kai nghe bài hát Money, Money, Money của ABBA và quay cảnh bạn bè, gia đình tụ tập xem bầu cử qua 4 màn hình TV. Donald Trump đã chụp ảnh cùng gia đình và mời Elon Musk tham gia cùng họ, nói rằng chúng ta cần có Elon cùng cậu bé của anh ấy. Kai sau đó tới trung tâm hội nghị Palm Beach để gặp gỡ bạn bè từ bữa tiệc theo dõi. Cô tự kinh về chiến thắng của ông nội và dừng quay phim vào cuối buổi tối. Vlog được hoàn tất sau gần một tuần kể từ ngày bầu cử, khi gia đình ăn mừng chiến thắng một cách riêng tư. Kai bày tỏ sự ngưỡng mộ với ông nội và lấy cảm hứng từ tinh thần làm việc không ngừng nghỉ của ông. Cô nói, tôi muốn được như ông ấy, luôn nỗ lực và không bỏ cuộc. Kai tin rằng đây sẽ là lần cuối cùng Trump tranh cử tổng thống, khiến chiến thắng này trở nên đặc biệt. Cô cảm thấy xúc động khi ông giành chiến thắng tại Pennsylvania và hy vọng Trump sẽ đạt được nhiều thành tựu trong nhiệm kỳ tiếp theo. Kai kết thúc với niềm tin rằng, ông đã chiến thắng và tôi rất mong chờ những gì ông sẽ làm trong vài năm tới. Kai Trump là một trong những thành viên nổi bật của gia đình Trump, thường được chú ý trong các hoạt động gia đình và công chúng. Mối quan hệ giữa cô và ông nội Donald Trump là hình ảnh điển hình về tình cảm gia đình trong nhà Trump, thể hiện sự gắn kết giữa các thế hệ. Cảm ơn các bạn đã xem video.